Ngày 1 tháng 12, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã có quyết định truy nã bị can đối với Vũ Viết Hải, 41 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam. Hải bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố về tội cướp tài sản. Hải quê quán huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, nhưng trú ở huyện Bắc Trà My. Đặc điểm nhận dạng chiều cao 1 m bảy, màu da ngâm, tóc ngắn, lông mày rậm. Hải bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 27 tháng 11 cơ quan cảnh sát điều tra yêu cầu bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó, một vụ cướp xảy ra tại một cây xăng ở xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Khoảng 19 giờ 42 phút tối ngày 26 tháng 11, thời điểm xảy ra vụ việc, một người đàn ông mặc áo mưa đi xe máy ghé vào đổ xăng. Camera an ninh cây xăng cho thấy người này chạy xe máy Yamaha Sirius mặc áo mưa màu xanh, đầu đội mũ bảo hiểm và có khẩu trang che mặt. Khi chủ cây xăng đang bơm xăng vào xe, người này đi vòng ra phía sau quan sát. Có thể không thấy ai ngoài chủ cây xăng, nên người này nhanh tay rút chiếc liềm giấu trong người, khống chế, ép giao tiền. Sau khi chủ cây xăng móc hết số tiền trong người giao, người này lên xe máy bỏ chạy. Sau khi kiểm đếm, chủ cây xăng thông báo số tiền bị cướp khoảng 15 triệu đồng. Vào cuộc xác minh, công an xác định Hải là nghi phạm thực hiện vụ cướp nhưng người đàn ông này đã bỏ trốn. Ngày 30 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hải về tội cướp tài sản.